kênh video của công ty cơ khí Thái Lan. Mình là Hải Triều, là nhân viên kỹ thuật. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới do đội ngũ kỹ thuật của công ty cơ khí Thái Lan thiết kế chế tạo, đó là máy đun bột hai vít có bằng cái khôi di chuyển. Sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn cấu tạo của chiếc máy này. Cấu tạo chiếc máy này bao gồm các bộ phận như sau. Thứ nhất là cái phiểu bột. Thì cái phiểu bột này kích thước rất là lớn, chúng ta có thể đổ bột thoải mái mà bột không có rơi ra bên ngoài. Thứ hai là cái tụ điện. Thì trên cái tụ điện này chúng ta có cái công tắc nguồn và đèn báo nguồn, công tắc chạy và dừng. Thì bên trong cái tụ điện này chúng ta có cái biến tầng. Trong biến tầng chúng ta có cái nút vặn để điều khiển cái tốc độ đun của chiếc máy này. Thứ hai là cái motor giảm tốc. Và thứ ba là hộp số truyền động. Và cái thứ tư là cái đầu đùng. Thì trên cái đầu đùng này chúng ta có những cái đầu đùng khác nhau theo cái kích thước khác nhau tùy theo mình yêu cầu. Cái thứ sáu là cái vỏ hộp. Thì cái vỏ hộp này chúng ta thiết kế hai nửa, chúng ta có thể tháo lắp dễ dàng, chúng ta vệ sinh. Cái thứ bảy thì chiếc máy này nó có cái bàn cắt. Thì cái bàn cắt này chúng ta có thể di chuyển được khi chúng ta đùng. Và trên cái bàn cắt này chúng ta có thể điều chỉnh được cái kích thước dài hạn ngắn này theo ý của mình mong muốn. Cái thứ sáu là cái phần khung chân để làm cho máy đứng vững được. Thì sau đây Hải Triều sẽ giới thiệu với các bạn sơ về nguyên lý hoạt động của cái bàn cắt này. Thì cái bàn cắt này nó có thể di chuyển ha, có thể di chuyển. Và trên cái bàn cắt này chúng ta có cái dao cắt, chúng ta cắt qua và cắt lại. Thì giữa cái khung của dao cắt này chúng ta có cái lưỡi cắt ha. Lưỡi cắt này thay thế được rất là dễ dàng, và lưỡi cắt này bằng hợp kim. Thì để mà điều chỉnh cái kích thước, cái khoảng cách của cái foil chúng ta cắt ra, thì chúng ta chỉ việc mở bốn con ốc này ra ha, và chúng ta tăng ra thì cái khoảng cách này nó sẽ dài hơn và cái foil cắt sẽ dài hơn. Hoặc là chúng ta đẩy cái cỡ này vô bên trong thì cái khoảng cách của cái foil bột nó sẽ ngắn lại, chúng ta cắt ra cái foil bột sẽ ngắn lại. Thì ở đây là mình đã canh sẵn rồi, thì kích thước của cái foil khi chúng ta cắt ra thì nó là tương đương là 43 phân, thì nó phù hợp với kích thước mà chúng ta sẽ bỏ vào cái máy ép nụ khí nén ha. Thì khi foil đùng ra ở đây chúng ta chỉ cần đẩy qua là chúng ta thử cắt được. Thì nếu chúng ta vô tình chúng ta đùng foil liên tục ha, mà chúng ta chưa kịp cắt, thì cái bàn cắt này nó sẽ di chuyển ha, bàn cắt này nó sẽ tự động di chuyển, và cái khoảng cách cắt này nó sẽ giống nhau ha, khoảng cách này nó sẽ không giống nhau và không thay đổi gì hết. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của công ty cơ khí Thái Lan. Nếu các bạn có những thắc mắc gì, nếu như các bạn có những câu hỏi gì, các bạn để lại bình luận dưới, chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp, là chúng tôi sẽ làm video clip hay là chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Các bạn, nếu các bạn cảm thấy thích video này, các bạn bấm vào like. Và nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, các bạn bấm vào nút chia sẻ. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký để theo dõi những video clip tiếp theo của công ty chúng tôi. Cảm ơn các bạn.